khói mây. Nhân gian dục thức ngô danh tính, tức là người trần gian ai muốn biết tên biết họ của ta. Nhất đại sơn nhân Ngọc Quýnh Hoa, tức là một đời của ta là cái hoa Ngọc Quýnh trên núi. Thế nhưng mà nó khó ở cái chỗ nó lại chiết tự. Để lấy mây làm áo, lấy gió làm xe thì đã là cảnh của tiên rồi. Vân tác y thường, lấy mây làm áo, mà phong tác xa lấy gió làm xe thì nó đã là cái cảnh thần tiên rồi. Mà chiêu du đâu xuất mộ yên hà, chiêu mộ là buổi sáng buổi chiều thì đều vui với cái cảnh khói mây, thần tiên hết. Nhân gian dục thức vô danh tính, ai muốn biết tên biết họ của ta thì nhất đại sơn nhân Ngọc Quýnh Hoa. Đấy, thế thì nó lại chiết tự chỗ này. Sơn nhân là dịch theo nghĩa đen là người ở trong núi, nhưng chữ sơn đứng cạnh chữ nhân đứng là thành chữ tiên, nó thành chữ tiên. Nó ghép chữ sơn mà đứng cạnh cái chữ nhân đứng thành chữ tiên. Chữ ngọc đứng cạnh chữ quỳnh nó thành chữ quỳnh, quỳnh hoa. Và ghép với chữ hoa, tiên quỳnh hoa, quý của Đức Thánh Mẫu Đức Hạnh, quý của bà. Đấy, quý của Đức Thánh Mẫu Đức Hạnh. Thế thì nếu mà theo như trong truyền thuyết thì lúc bây giờ ba người bảo đây là lại có nhân duyên, cơ duyên để gặp đệ nhị địa tiên. Đấy, là con gái Đức Ngọc Hoàng rồi. Thế sau đó một cái thì trong truyền thuyết tự nhiên ba ông ngồi đàm đạo, còn đang say đắm cái chuyện văn chương thì gỗ ở đâu nó theo dòng nước nó cuồn cuộn nó trôi về, nó xếp thành chữ mão khẩu công chúa. Thế thì lại theo chiết tự gỗ là mộc, chữ mộc đứng cạnh chữ mão nó thành chữ liễu. Gỗ là mộc mà lại gỗ nó theo dòng nước nó lại xoay đổi nào nó xếp thành chữ mão khẩu công chúa, thì gỗ đã là mộc, chữ mộc mà đứng cạnh chữ mão nó thành chữ liễu, là mão khẩu mà. Thế còn chữ mộc nó đứng trên chữ khẩu thì nó thành chữ hạnh, liễu hạnh công chúa. Sau đó nhau. Một cái gỗ nó xoay chữ, nó xoay chữ nó thành là băng mã dĩ tẩu. Thế thì băng mã dĩ tẩu, cái chữ băng, cái bộ băng này nó đứng cạnh chữ mã thành chữ phùng, ông Phùng Khắc Khoan mà này. Băng mã dĩ tẩu thì cái chữ bộ băng này nó đứng cạnh chữ mã nó thành chữ phùng. Dĩ tẩu khởi sự lên đi, nhờ tay Phùng Khắc Khoan khởi sự cho xây đền. Thế thì cái sự tích ấy nó nói lên Đức Thánh Mẫu là người rất anh linh, nhưng mà nó cũng có cái cơ duyên là để gặp Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan. Thế thì đã nhờ ông Phùng Khắc Khoan khởi sự cho xây đền. Thế thì ông Phùng Khắc Khoan là cái người văn chương rất giỏi, hiểu ngay ý, và bắt đầu khởi công cho xây đền. Đấy là trong truyền thuyết, truyền thuyết như thế. Thế thì còn thì cái việc mà xây cái đền phủ Tây Hồ thì là phải do bàn tay con người, nhưng mà đấy là truyền thuyết nói lên cái cơ duyên mà về văn chương nó mang cái tính chất rất là nhân văn giữa thần tiên với lại cõi tục. Đấy, thế thì cái tín ngưỡng của mình nó mới là cái tín ngưỡng dân gian, tức là Đức Thánh Mẫu là rất gắn bó với cái cuộc sống đấy của cái người trần chúng ta này này. Đấy, thế nó mang cái tính chất nhân văn đẹp ở cái chỗ ấy. Thế thì vì thế mà khi xây xong cái phủ Tây Hồ, nó có một đôi câu đối ở chữ nôm ở cửa, lấy bằng chữ nôm chứ không bằng chữ áng. Thơ họa Tây Hồ, thần nữ vang lừng ba bảy cõi, vế bên này là danh truyền nam sử, dấu tiên rực rỡ mấy ngàn thu. Đây không phải chữ Hán mà phải đọc ra mà phải dịch, nó là chữ nôm. Nhưng mà chữ nôm nhưng mà nó viết như chữ Hán đấy này. Thơ họa Tây Hồ, thế thơ họa là họa với ai? Là họa ông Phùng Khắc Khoan, ông Đào, ông Lý đấy. Thần nữ vang lừng ba bảy cõi, vế bên này là danh truyền nam sử, dấu tiên rực rỡ mấy ngàn thu. Thế thì trong cái câu chuyện đấy nó vừa có thực mà nó lại vừa có hư. Đấy, nó vừa có cái tính chất thực tế, vừa có cái tính chất huyền thoại. Nhưng mà qua đấy thì mới toát lên được rằng là Đức Thánh Mẫu là một người rất gắn bó, là một người rất gần gũi với cái cuộc sống đời thường của con người. Và qua đấy thì mới thấy được Đức Thánh Mẫu cũng là người cực kỳ giỏi văn chương, thì mới đối đáp với Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan được như thế, đối đáp được với ông Đào, ông Lý như thế.
Phụ Tây Hồ ngày xưa là còn có tên gọi là Diên cái gì Linh Từ. Nó là Bảo Khánh Linh Từ. Bảo Khánh Linh Từ. Vâng. Nó là Bảo Khánh Linh Từ. Bảo Khánh Linh Từ. Là vì tại sao nó có chữ Khánh đấy? Cái doi đất Phủ Tây Hồ ngày xưa nó là thôn Quảng Khánh. Thôn Tây Hồ Tư Diên. Thế xong một cái đến cái doi đất ăn ra đấy nó ngày xưa nó gọi là thôn Quảng Khánh. Rồi qua đấy nó mới cách một đoạn Hồ Tây mới lên là thôn Quảng Bá. Quê nhà thầy mà. Vâng. Và quê tôi là quê cụ bà đẻ ra bà ngoại tôi là con gái Nghi Tàm, còn cụ ông đẻ ra bà ngoại tôi là con trai làng Quảng Bá mà. Thế cho nên cái lần thứ hai mà ngài Giáng sinh thì ngài mới đi mây về gió. Ngài mới đi mây về gió, ngài đi dạo chơi khắp hết mọi nơi, khi miền ngược, khi miền xuôi. Thế cho nên có một cái đôi câu đối nửa cổ mà toát lên được cái lần Giáng sinh thứ hai của Đức Thánh Mẫu đó là thế này này. Hồi càn chuyển khôn, danh thùy vũ trụ, mà đằng nam hóa bắc, khí tráng sơn hà. Hồi càn chuyển khôn, danh thùy vũ trụ, tức là ngài thay đổi cả càn khôn, mà đằng nam hóa bắc, khi ngài ở phương nam, khi ngài ở phương bắc, lúc bây giờ là mê ngao du. Cái lần thứ hai là ngài ngao du. Đấy. Cho nên trong cái đường thỉnh ở sách cổ mới có nhị bát đội xích thằng phồn túc, tần khao bốc phượng chi cầm, tam thất tư thanh hạ hàm tư hốt phá ly loan chi kính. Đấy, tự thử nhi hiện hình biến tướng, tòng tư nhi xuất thánh nhập tiên, bây giờ mới hiện hình biến tướng, xuất thánh nhập tiên, bây giờ mới ngao du sơn thủy. Ngài đi nhiều nhất là bằng cái lần thứ hai. Thế còn cái lần thứ ba giáng sinh thì bây giờ như trong cái truyền thuyết mà hát văn còn nhắc đến, tức là ở Sòng Sơn Vũ Cát mới xảy ra cuộc Sòng Sơn đại chiến. Vâng. Nhưng lần đấy nó đã làm thần bốn phương rồi. Sau làm thần bốn phương. Vâng. Sau đại chiến. Vâng. Sau đại chiến. Lúc bây giờ là hiển thánh. Lúc bây giờ là hiển thánh rồi. Đấy. Hiển thánh rồi. Thế tại sao mà ngài bốn chức, ngài là thiên bản giáng thần, đất thiên bản là thiên bản phù dày nhé. Đấy là ngài là thần nhé. Thế ngài là diễm hạnh thiên tiên. Ngài là tiên trên trời, con gái Đức Ngọc Hoàng. Tại sao ngài là thánh, là Sòng Sơn hiển thánh? Mà tại sao ngài là Phật, ngài là Mã Vàng Bồ Tát? Thế thì có một cái câu là nhi cái gì đấy? Tiên nhi Phật, thánh nhi thần. Vâng. Cái đôi câu, cái vế câu đối là của cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa cũng có thể dòng. Tiên nhi Phật, thánh nhi thần, sự hữu vạn kỳ lưu việt sự. Vừa là tiên, vừa là Phật, vừa là thánh, vừa là thần. Bao nhiêu cái sự việt kỳ lạ ấy còn lưu trong sự việt. Sự hữu vạn kỳ lưu việt sự. Thế thì khi mà ngài Giáng sinh lần thứ ba mới Sòng Sơn đại chiến, tức là xảy ra cuộc đánh nhau với Đức Thánh Tả, Đức Thánh Hữu, Đức Thánh Điền, Đức Thánh Hậu, là bốn đức thánh ở bên nội đạo tràng. Con có đọc cái bài, con có đọc cái bài. Vâng. Cái quyền này. Mà cái quyền thì bây giờ đang giữ ở bên những người mà theo nội đạo. Nội đạo. Vâng. Thì những cái sự tích ấy, những cái sự tích ấy ngoài trong chính sử cũng còn ghi, thì trong hát văn cũng có nhắc đến những cái sự câu đấy. Cũng có nhắc đến những cái sự tích ấy. Hát văn có nhắc đến. Và nó ăn khớp với nhau. Giữa trong văn chương ghi chép với lại hát văn. Đấy. Thầy cái câu mà thầy bảo cái gì mộc ấy, cái tam... Tam mộc xâm đình. Tam mộc xâm đình này. Chúng bây giờ là ít người, vâng, người hiểu cái câu đấy lắm. Thế nhiều những cái đền thờ mẫu cổ hay treo chữ tam mộc xâm đình. Thế nếu mà mình nhìn chữ tam mộc, đại đa số thì mọi người chỉ nhìn thấy chữ mẫu nghi thiên hạ, hay là chữ khôn đức vô cương, hay là chúng nhân chi mẫu. Thế nhưng mà nếu mà treo chữ tam mộc xâm đình thì lại phải hiểu được cái tích ấy cơ. Ở cái vế câu đối của ông Phùng Khắc Khoan, tam mộc xâm đình đoạn trước hảo hề nữ tử. Thế là cái chỗ đấy là ngài cùng ông cụ Phùng Khắc Khoan cũng đi sứ không? Đi sứ. Đấy. Mới có đi qua vùng Lạng Sơn. Ở Lạng Sơn. Đấy. Đồng Đăng không thấy. Không, chưa lên đến Đồng Đăng. Thì mới là ở, vâng, hay là ở Bắc Lệ à? Chỉ biết là cái nơi ấy ở Bắc Lệ Minh mà. Minh Thiên Tử. Vâng. Minh Thiên Tử có phải liệu có phải là ở Bắc Lệ không ạ? Nó ở cái Quảng Ý. Nó chắc là ở cái Quảng Ý. Bởi vì trong cái bia chưa lên đến Đồng Đăng. Cái bia đá mà ở trên đền Bắc Lệ là có một cụ cúi tạc ở cái năm 1922 ấy, là chính đền Bắc Lệ là thờ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đền Bắc Lệ hai cái bia đá mà bây giờ còn cổ vẫn còn thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, công chúa nhà mình.
thì đấy. Con cũng có đọc một vâng. cái sau đó bài tụ, cái bài là Thờ Chúa Thượng Hàng bài viết về Trạng Nguyên Phùng Khoa Hoan là khi ngày đi sứ đến ngày đi qua đấy vâng. Thì có cái vế câu đối vừa mới thầy vừa mới Tam Mục Sâm Đình đấy thì mình thì thế đây là con đọc lại thôi thì là bà mẫu nhà mình mới có để lại một cái lời nhắn nhủ cho ông cho Trạng Nguyên Phùng Khắc Hoan là Trạng Bùng là phải xây cái ngôi đền ở trên đấy vâng. Và sau này đến gần nữa với biên giới Trung Quốc là đền Đồng Đăng có phải không ạ? Vâng thì nhưng mà tôi cho rằng là cái địa danh mà chỗ mà trong truyền thuyết mà Đức Thánh Mẫu mà gặp ông Phùng Khắc Hoan là chưa lên đến Đồng Đăng đâu. Vâng. Chưa lên Đồng Đăng đâu. Thế là ngài ông Trạng Nguyên Phùng Khắc Hoan này mình là có cơ duyên là gặp bà. Vâng. Hai lần. Lần đầu tiên thì là ở ở Bảo Khánh Linh Từ nghĩa là Phủ Tây Hồ. Không gặp thầy? Trước ở trên kia. À lại gặp ở trên vâng. Lần thứ nhất là gặp ở trên chỗ Tam Mộc Sâm Đình. Đấy là lần thứ hai ngày Giáng sinh. Vâng. Thế cho nên trong những cái câu đối mà để thờ Thánh Mẫu thì Đức Thánh Mẫu ngài có một cái mối quan hệ với trần gian mình nó rất là gắn bó, mọi người tôn vinh ngài như là người mẹ. Đấy. Thì có những cái câu đối rất hay, thí dụ nó như thế này này: chấp nhất tại nhân gian, thân thị hằng nga tâm thị Phật. Chấp nhất là 21 tuổi ở cõi trần gian này, tức là lúc bây giờ ngài Giáng sinh lần thứ nhất đấy, ngài có gia đình, ngài có con. Thế có phải là chấp nhất tại nhân gian 21 tuổi ở nhân gian, thân thị hằng nga tâm thị Phật, yểu điệu đẹp như hằng nga, tâm tử nghi như Phật. Đấy. Một bên là trùng tam quy đế mệnh, tức là phục lệnh Đức Ngọc Hoàng ba lần giáng sinh xuống trần, trùng tam quy đế mệnh. Đấy. Gia xưng tử mẫu mà quốc xưng vương. Gia xưng tử mẫu, trong nhà mọi người đều coi ngài là mẹ, người mẹ hiện tử, gia xưng tử mẫu mà quốc xưng vương, trong nước ngài là vua bà. Đấy. Thế có phải là mọi người đều thấy cái hình ảnh của Thánh Mẫu nó rất gần gũi với mình như một người mẹ hiền ở trong nhà để mà bảo trợ, nuôi dưỡng, dưỡng dục tất cả đàn con. Vì vậy mới có những cái bức tranh vị thờ cổ là chúng nhân chi mẫu, là mẹ của cả mọi người. Đấy. Thế có phải ra sức từ mẫu quốc xuất vương, trong nhà thấy hình ảnh của ngài như là một người mẹ hiền từ, luôn luôn là lấy cái ân sâu đấy rộng của mình ra, cái từ bi của mình ra để bảo trợ cho đàn con. Thế cho nên cái hình ảnh của Đức Thánh Mẫu và cái tín ngưỡng thờ của Đức Thánh Mẫu này của mình, nó là cái tín ngưỡng rất dân gian, nó gắn bó với cái cuộc sống của con người, bảo trợ cho con người làm sao mà con mình được đo ấm đấy, phong thuận vũ điều. Cho nên từ xưa đến giờ là ngay như bây giờ thí dụ bình thường đứa trẻ mà nó gọi nó bao giờ nó có cái gì nguy kịch đến nó gọi mẹ nó nhiều chứ, đúng không? Đấy. Mẹ là cái người bảo vệ nhất cho con, hy sinh nhất cho con, cũng như những câu ca dao đấy, miếng đạc thì để cho chồng, miếng xương thì mẹ gặm, miếng lòng thì để con ăn. Tức là những cái hình ảnh, cái đạo đức của người phụ nữ là cái sự hy sinh nó rất lớn. Miếng nạc thì để cho chồng, mà miếng xương thì mẹ gặm, miếng lòng để cho con ăn. Thế có vẻ là tất cả những cái gì mà vất vả, gian truân là cái người phụ nữ có thể chấp nhận được hết để mang lại những cái hạnh phúc cho chồng, cho con. Thế cái đức hạnh ấy là một cái đức hạnh rất hiếm có của người phụ nữ. Trên đứa trẻ thế mà vâng, hay là ngay cái mình lớn rồi mà bây giờ giữa bố và mẹ thế thì mình vẫn cứ nặng về người mẹ hơn nhiều. Hay là trong tục ngữ ca dao thế, còn mẹ thì gót đỏ như son, đến khi mẹ mất thì gót con thâm xì. Đấy, thế cái vai trò của người mẹ đối với đàn con là rất quan trọng nhiều lắm. Còn mẹ thì gót đỏ như son, mà đến khi mẹ mất thì gót con đen gì. Đấy, hay là con câu mất bố
thì ăn cơm với cá, mà mất mẹ thì liếm lá đầu trọ. Như thế cái vai trò của người mẹ ghê lắm. Bố mất nhưng còn người mẹ với cái đức hạnh hy sinh luôn luôn vì đàn con, cho nên là vẫn có cá cho con ăn. Mất bố tức là còn mẹ gì thì ăn cơm với cá, nhưng mà mất mẹ thì liếm lá đầu trọ. Thế tức là mấy con rất là vất vả, sẽ rất vất vả khi mà mất người mẹ. Vậy cái vai trò của người phụ nữ là đối với cái việc nuôi dạy con cái là rất quan trọng. Cái người Việt Nam chúng ta rất đề cao cái người mẹ đấy, đề cao cái phẩm hạnh của người phụ nữ, cái đức hy sinh vì con vì cái vì cuộc sống đấy, rất đề cao cái phẩm hạnh của người mẹ. Cho nên Hoành Phi Câu Đối Lấy Treo cũng đề là khôn đức vô cương. Cái chữ khôn ấy nó là quẻ khôn trong bát quái, mà cái chữ khôn ấy nó tượng trưng cho người phụ nữ. Còn quẻ càn đấy, trong bát quái nó tượng trưng cho trời. Trời là cha, đất là mẹ. Thế cho nên các cụ mới là khôn đức vô cương, chứ không ghi càn đức vô cương đâu. Khôn đức vô cương đấy. Thế thì mới có ngày phụ nữ Việt Nam chứ không có ngày phụ nam. Không có ngày phụ nam thì có ngày phụ nam đâu. Vô cương rồi là khôn nguyên tài vật, hay rằng là khôn nguyên tư sinh. Toàn dùng những cái quẻ khôn rất nhiều. Quẻ khôn là chỉ cho người mẹ. Càng khôn là, càng vâng. Khôn là trời đất. Có có dòng dõi của đức thánh mẫu vẫn còn gia phả hết, vẫn còn gia phả hết, chính là từ con của mẫu này. Vâng, vẫn còn gia phả hết.